Ellie Chena vừa chia sẻ hình ảnh cực hot của Lưu Diệc Phi khi trở thành gương mặt trang bìa tháng 1. Netizen xứ Trung đều vô cùng bất ngờ trước tạo hình cực lạ, đẹp tựa idol K-pop của Lưu Diệc Phi. Không còn hình ảnh thiên tiên với mái tóc dài, kèm theo đó là khí chất sang chảnh. Mỹ nhân Hòa Lưu giờ đây biến hóa với mái tóc ngắn màu tím khói cực chơi. Trên Weibo, rất nhiều netizen bày tỏ ban đầu họ không hề nhận ra đây là nàng. Thần tiên tỷ tỷ, trời, tôi cứ tưởng đây là tiểu hoa đáng 9X nào cơ. Đẹp đấy chứ, tôi thấy không nhạt nhòa như những hình cũ. Xuất sắc, thật không nhận ra cơ đấy. Thay đổi phong cách là cần thiết, chứ những bột cánh cũ trông nhàm chán rồi. Trong những khung hình khác, Lưu Diệc Phi thể hiện sự trẻ trung mới lạ và bứt phá hơn trước. Cô nàng thật sự gây ấn tượng mạnh với đông đảo khán giả, vốn quen thuộc với tạo hình tiên tử của nữ diễn viên. Góc mặt hoàn hảo, đôi mắt biết nói, thần thái và nhan sắc hoàn mỹ của Lưu Diệc Phi đều gây sốt trên mạng xã hội. Sau một thời gian chịu nhiều áp lực về việc tăng cân hay thân hình kém thon, Lưu Diệc Phi của hiện tại cũng trở nên mảnh mai hơn. Lưu Diệc Phi gia nhập làng giải trí hơn chục năm nay và được xem là một trong những nữ diễn viên đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ. Với vẻ đẹp trong veo, gương mặt không gốc chết, Lưu Diệc Phi luôn xuất hiện trong danh sách những mỹ nhân xinh đẹp nhất làng giải trí châu Á. Trước đó vào ngày 5 tháng 1, loạt hình ảnh quảng cáo mới nhất của Lưu Diệc Phi được tiết lộ. Ngay khi loạt hình được công bố đã lập tức gây bão mạng xã hội. Trong loạt hình ảnh mới, Lưu Diệc Phi với tạo hình cực sang chảnh và thần thái đẹp chuẩn thần tiên. Lưu Diệc Phi diện một chiếc váy quay màu hồng nhạt, khoe bờ vai trắng ngần mịn màng cùng phần cổ dài thanh thoát. Cách bới tóc đính kèm với phụ kiện hoa cài nửa đầu giúp cho gương mặt góc cạnh của thần tiên tỷ tỷ thêm phần nổi bật. Nhìn từ góc nghiêng, người xem hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng được phần quai hàm thanh thoát cùng chiếc mũi cao thẳng tắp của Lưu Diệc Phi. So với hình ảnh có phần phát tướng thời gian trước thì quả thực là đẹp hơn nhiều. Trước đó một tháng, studio của Lưu Diệc Phi khiến cộng đồng fan bấn loạn khi chia sẻ bộ ảnh chụp tại hậu trường nữ diễn viên thực hiện cho một thương hiệu trang sức đình đám. Đây cũng là bộ ảnh đầu tiên đánh dấu sự trở lại showbiz của Lưu Diệc Phi khi cô nàng vừa từ Mỹ trở về Trung Quốc và hoàn thành thời gian cách ly theo quy định. Nhan sắc, thần thái và khí chất của Lưu Diệc Phi luôn là chủ đề gây sốt trên mạng xã hội. Người đẹp khiến các fan liệm đi với visual đẳng cấp, khí chất thiên tiên đã quay trở lại. Trước đó, Lưu Diệc Phi từng gây xôn xao, bị netizen nhận xét nhan sắc đi xuống khi lộ diện tại các sự kiện đình đám trong giới. Người đẹp họ Lưu cũng bị đặt lên bàn cân so sánh với các đồng nghiệp khác như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Angelababy và nhiều lần gây thất vọng. Thế nhưng, Lưu Diệc Phi vẫn luôn được công nhận là một trong những mỹ nhân đẹp nhất nhì Hoa ngữ khi sở hữu nhan sắc cùng khí chất thanh cao đẹp tựa thần tiên. Đó cũng chính là lý do giúp cô thành công trong các pha diễn như Vương Ngữ Yên hay Tiểu Long Nữ. Tuy nhiên, nhan sắc của Lưu Diệc Phi chỉ được đánh giá là đẹp khi để nguyên gương mặt lạnh và không cười. Ngoài ra, cân nặng cũng luôn là vấn đề đối với Lưu Diệc Phi. Bởi lẽ, ngoại hình của người đẹp thường xuyên lên xuống thất thường do tăng cân. Lưu Diệc Phi được truyền thông và người hâm mộ Trung Quốc xem là thần tiên tỷ tỷ nhờ sở hữu vẻ ngoài trong trẻo và khí chất thanh tao. Nữ diễn viên sinh năm 1987 gia nhập làng giải trí hơn chục năm nay và được xem là một trong những nữ diễn viên đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ và luôn xuất hiện trong danh sách những mỹ nhân xinh đẹp nhất làng giải trí châu Á. Vai diễn nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của cô chính là Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp năm 2006. Khi nhận vai này, Lưu Diệc Phi mới 18 tuổi và diễn xuất còn non nớt, nhưng vẻ đẹp hoàn hảo thoát tục đã giúp Lưu Diệc Phi ghi điểm hoàn toàn với người hâm mộ. Sau này, truyền thông vẫn ngợi ca cô là một trong những Tiểu Long Nữ đẹp nhất trên màn ảnh. Năm 2009, cô được truyền thông Trung Quốc chọn là một trong tứ đại hoa đáng mới của làng giải trí Hoa ngữ. Nhiều năm qua, cô vẫn luôn duy trì được vị thế của một ngôi sao nổi tiếng trong nước và các quốc gia châu Á lân cận. Ngoài ra, nữ diễn viên 8X còn được mời tham gia khá nhiều bộ phim của Mỹ. Năm 2020, cô góp mặt trong siêu phẩm Hoa Mộc Lan cùng Cúng Lợi và Lý Liên Kiệt. Dù diễn xuất hay tạo hình của Lưu Diệc Phi trong phim gây nhiều tranh cãi, nhưng đây vẫn là một cơ hội lớn trong sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 1987. Trước Hoa Mộc Lan, Lưu Diệc Phi cũng từng gây ấn tượng với khán giả quốc tế trong một số sản phẩm điện ảnh của Hollywood như Vua Kung Fu, The Forbidden Kingdom cùng Thanh Long và Lý Liên Kiệt vào năm 2008, Outcast cùng Nicolas Cage và Hayden Christensen. Năm ngoái, Lưu Diệc Phi trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng khi tăng cân, khiến gương mặt trở nên nặng nề và đánh mất vẻ thanh tú vốn có. Trước sự phản ứng của cộng đồng mạng, Lưu Diệc Phi đã lên kế hoạch giảm cân và giành lại vẻ ngoài trẻ trung quyến rũ. Loạt ảnh mới đã minh chứng cho sự trở lại đầy ấn tượng của sao Hoa Mộc Lan.